Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của thủy sản Duy. Hôm nay thủy sản Duy xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm cá thương phẩm các loại cũng như bảng giá giống của một số công ty uy tín được bà con tin dùng và có sử dụng chúng nhiều nhất. Qua để mở đầu bản tin là bảng giá tôm thương phẩm. Giá tôm thương phẩm tiếp tục tăng sau những ngày tụt dốc. 20 con 198.000, 25 con 180.000, 30 con 166.000, 40 con 140.000, 50 con 130.000, 60 con 120.000, 70 con 116.000, 80 con 106.000, 100 con 100.000, 150 con 85.000. Giá số oxy 20 con 340.000, 30 con 210.000, 40 con 155.000, 50 con 140.000, 60 con 130.000, 70 con 115.000, 80 con 105.000, 100 con 95.000. Và sau đây là bảng giá thương phẩm của các loại thủy sản nước ngọt. Cá tra 21.000 đồng 1 kg, cá lóc 25.000 đồng 1 kg, ép 22.000 đồng 1 kg, cá đường hồng 32.000 đồng 1 kg, cá phi 29.000 đồng 1 kg, cá rô 30.000 đồng 1 kg, cá thác lát 43.000 đồng 1 kg, cá chê vàng 31.000 đồng 1 kg, đương thịt 180.000 đồng 1 kg. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý vị và các bạn, thủy sản Duy có cung cấp giống cá nước ngọt các loại. Phần cuối của bản tin là bảng giá giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mãi 40, giống công nghệ cao 116 đồng khuyến mãi 40, giống Việt Úc 127 đồng khuyến mãi 20, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Moina Minh Phú 150 đồng, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống Siêu Vi 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Yến Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.